Đó, vô chân này em. Rồi, ra. Trước nó đau đây nè. Đúng rồi. Chèn ép thiền kinh rồi. Rồi, chuyển qua thoái vá cột sống cổ rồi. Rồi chuyển qua hai tay tê. Rồi, được rồi. Chuyển hai chuyển nóng sáng điên nổ luôn. Rồi. Bây giờ sao? Hiện giờ này sao? Mà bị bắt đó bao lâu rồi? Nay 4-5 năm rồi. 4-5 năm nay rồi. Bây giờ hiện tại giờ sao? Thôi. Ngày đó cũng nhất đó. Sáng điên nổ. Sáng điên nổ luôn. Bây giờ cái điều quan trọng là gì nè. Bữa nay làm xong rồi, chịu khó nhìn thẳng mình giờ. Đừng có nhìn xuống đất. Gần đất xa trời. Bởi vì thường thường á nè, bao giờ vậy á, khi mình bệnh á, mà mình thấy đi một chú nhìn xuống là biết là rồi đó. Ok. Dạ. Còn nhà ở đâu lên? Hóc Môn. Ở Hóc Môn, Hóc Môn mà điểm á. Dạ. Rồi làm gì mà để mình bệnh đau dữ vậy nè? Chạy xô ôm thầy. Chạy xô ôm? Đúng tin. Chạy xô ôm đen cùn chiêu. Nó đen thì ông chạy ôm sao lại thôi, trước đó làm kiên bay cọc tiêu hay gì? Không. Chạy xô ôm từ đó rồi. Nó đó vô rồi. Xô ôm tới giờ. Rồi ngồi riết là nó bị vậy đó. Rồi được rồi. Bây giờ đứng dậy. Bữa nay làm cho ngon lành hết rồi ha. Rồi. Sửa sẵn đẹp trai lại dòng đây. Dòng tay qua đây. Rồi dòng lên. Rồi. Xa ha. Rồi tay kia. Hồi nãy cái gì cũng vậy là đông đường đó. Rồi quá xa. Rồi đúng rồi. Chưa, đã rồi. Rồi, đứng như vậy. Đó, đã rồi. Rồi, tới đây. Ồ, cái tay ngồi chút xíu. Tay ngồi chút xíu cho cái này khoan. Được rồi, bình tĩnh. Mềm, mềm, mềm. 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 Rồi, thôi, được rồi. Ok. Bây giờ khó khăn cái gì nhé. Hồi nãy cái là đừng đi khỏe rồi. Đi thử coi. Đi khỏe. Đi thử lên. Chạy đi, chạy đi anh, chạy đi. Mình cười cũng được. Khỏe rồi thầy ơi. Chạy đi, chạy đi. Chạy. Ôi. Thôi, thôi. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.